Hello, Hương trở lại với các anh chị và các bạn. Hương sáng nay Hương có ghé Mimi. Hương có mua được mấy cái cây. Nay Hương ghé Mimi, nay là ngày 22 tháng 4. Sáng nay Hương có ghé được Mimi, Hương mua được cái cây này. Mà giờ họ trồng sẵn trong cái chậu này nè. Giờ Hương thấy cái chậu này trồng không có hợp. Tại vì nó có một nhánh đó, nó thấp ở dưới cái đất. Nên Hương về Hương giờ Hương nhổ ra, Hương nhổ ra Hương đổi qua chậu khác, chứ cái chậu này nó không có hợp cho nó. Giờ Hương đổi, Hương nhổ ra đó, cái cây này Hương mới mua sáng nay nó nằm trong cái chậu màu vàng đó, nó họ trồng sẵn vậy đó các anh chị, và nó Hương lấy luôn. Mà nhưng về Hương nhìn nó, cái chậu đó họ trồng nó vô không có hợp. Nên ở nhà Hương có cái chậu này, thành ra Hương mới mượn ông xã khoan cái đít chậu giùm. Cái chậu này Hương mua cũng lâu rồi mà chưa có trồng gì, cái đít chậu mới mượn ông xã khoan. Giờ đổ đất vô, Hương thử Hương trồng cái cây này, tại cây này nó có một bên này nó thấp xuống á, giờ Hương cho vô cái chậu này thấy nó hợp hơn, thành ra giờ Hương đổi cái chậu. Đó, cái này là nó nằm ở trong cái chậu này. Hương thấy nó không có hợp vì cái nhánh bên đây nó nằm xuống tuốt ở dưới đất á. Nên giờ Hương lấy cái chậu ở nhà có sẵn, Hương bỏ cho nó vô. Sáng nay Hương đi lại Mimi. Cũng đóng thế hết một mớ. Cái chậu này hơi sâu lòng, thành ra nó hơi hao hao đất. Là cái chậu này cái màu này, thành ra Hương trồng cái thằng này vô Hương nghĩ nó hợp. Vì nó có một nhánh này nó đi xuống thấp nè, có một nhánh này. Ra, phải trồng nó vô đây. Bỏ đất vô. Này nó có một cái nhánh nó thòng xuống, mà nó nằm trong cái chậu tròn đó, cái nhánh đó nó nằm ở trên cái đất đó. Không có hợp với nó, là ra Hương chọn cái chậu này đừng, nó nằm một bên nó thòng xuống. Bữa nay Hương ghé đằng Mimi, Hương mua được tới mấy cây. Đây các bạn thấy Hương trồng vậy nó mới hợp ha, vì cái có nhánh này nó thòng xuống á, mà cái miệng chậu kia nó tròn đó, nó vàng rồi nó đụng xuống cái miệng chậu coi nó không có hợp, thành ra Hương nhổ ra, Hương trồng theo ý của mình. Đây, đây Hương cầm cái này cho nó khi nào nó tỉnh.
cái trồng vô cái chậu gì thấy nó đẹp hơn các bạn nha. Sáng thường đi là cứ mua được cái chậu đó với hai cái cây này. Cây này Hương gặp nó cây này đẹp và nó Hương mua. Có bạn trên Facebook, trên YouTube có bạn hỏi Hương thấy coi mua cây ở nursery ở đây rẻ hơn hay là mua bên Korea rẻ hơn. Nó có hai vấn đề nó ngăn các anh chị. Thật sự nếu mà mua cây từ bên Korea thì ở bên đó cây thật sự nó rẻ hơn, nhưng nếu mà bạn mua, tại vì Hương mua bên đó thì nếu mình mua từ 12 cây đảo lại thì chỗ Hương mua là tiền shipping 40 đồng rồi cộng vô cái certificate 10 đồng, còn những người họ mua bán các anh chị một thùng họ từ 50 cây đảo lại thì có 60 mấy 70 đô thôi, tại vì họ mua số lượng nhiều. Còn mình lần nếu mà bạn mua lần 3 4 cây, 2 3 cây, 5 3 cây thì không mua ở bên Korea, tại vì cái tiền shipping bạn mua từ 2 3 cây cũng shipping giống như vậy, từ 1 cây tới 12 cây tiền shipping giống nhau. Còn mà nếu mua chừng 2 3 cây thì nên mua ở tại địa phương, ở như mình ở Cali thì mua ở Cali, tại vì họ mua cái số lượng nhiều nên họ có tiền shipping họ rẻ, chứ còn thì họ bán lại mình thì nó cao hơn ở bên kia. Mà nhưng mua ít thì nên mua ở đây, còn mua nhiều thì mình mua bên kia nó lợi đó. Nên bữa nay Hương lại mimi, Hương thấy cái cây này cũng tương đối đẹp lạ, thành ra Hương mua nó 2 cây, tại cái cây này giống như cái chỗ mà nursery bên kia Hương mua, Hương chưa từng chưa gặp, thành ra giờ lại đây Hương thấy Hương mua đó. Thành ra ở đây cái này Hương mới mua sáng nay ở Mimi Nursery, đang về cái này cũng nhiều lắm. Với sáng nay Hương lại Hương cũng thấy cái cây này nó về nhiều, thành ra Hương cũng tậu một cây. Ở nhà Hương có một cây rồi nhưng nó còn nhỏ nhỏ, ra giờ Hương thấy có cây to, Hương mua về cái chậu này ở nhà Hương, Hương trồng vô cái chậu này đó. Thành ra Hương mua thấy nó cây nó về cây bự bự vậy à, nhiều lắm. Thành ra Hương mới mua sáng nay về Hương trồng hồi nãy rồi nè, mà trồng rồi nữa chừng cái Hương đi đón cháu ngoại về chơi anh Hương không có làm video, giờ Hương về Hương mới thực hiện cái video ngắn gửi lên các anh chị. Hương khoe là Hương mới mua, mới rước mấy em về, em này là mới rước về sáng nay đấy, thấy ở đằng nursery chỗ Mimi Hương mua nay nó về cái cây này cũng nhiều lắm các bạn. Em cũng cho vô cái chậu bự rồi, sáng nay Hương ghé đó Hương mua được mấy cây đó. Còn cái cây này thì họ trồng trong cái chậu này, cái chậu này cái thằng này nó nằm trên miệng đất nên Hương không thích, Hương không thích nên Hương nhổ ra. Ồ, nhổ ra Hương bỏ vô cái chậu cao đó. Thành ra cái này Hương trồng vô cái chậu này thấy nó đẹp hơn không, nó nhánh nó đưa ra vậy, nó thòng xuống cái miệng chậu. Đây là những cây mặt hàng mới mua về đó các anh chị ơi,
Hương cứ đổ tiền vô dài dài hoài. Bảo nói mình cứ bị cái bệnh ghiền rồi, thành ra thấy cây lạ mà mình chưa có, là nhiều khi cái cây mình có mà nó còn nhỏ hay gì, thấy cây khác nó bự hơn hay gì thích hơn thì cũng mua. Chị Hương thực hiện cái video ngắn Hương gửi đến các anh chị và các bạn. Hương mới tậu về mấy đứa nhỏ này đó. Cây này nhìn lạ đẹp, Hương mua một lúc 2 cây luôn. Cây này cũng vậy. Rồi chị Hương thực hiện cái video ngắn Hương khoe với các anh chị và các bạn. Vậy Hương chào các anh chị và các bạn nha. Không quên chúc các anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và bình an trong cuộc sống nha. Bye bye.